Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Hải Phòng kết nối phát sóng lúc 18 giờ 45 phút hàng ngày trên kênh THB+. Những thông tin đáng chú ý từ các tỉnh thành phố sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, theo báo cáo của Cục Thuế Hải Phòng, tính đến ngày 15 tháng 3, trên địa bàn thành phố có 114 trên 137 doanh nghiệp, 150 trên 216 cửa hàng và 501 trên 765 cột bơm xăng, bằng hơn 65% triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Trong khi đó, đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024 là thời hạn cuối để các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu phải triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Từ cuối năm 2023 đến nay, qua tuyên truyền hướng dẫn của ngành thuế, hầu hết doanh nghiệp cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu đều cam kết triển khai hóa đơn điện tử cho khách hàng theo từng lần bán theo đúng thời hạn. Tuy nhiên, hiện số lượng lớn cột bơm xăng trên địa bàn thành phố chưa triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng và một số doanh nghiệp cửa hàng kinh doanh xăng dầu còn có khó khăn vướng mắc. Nguyên nhân do nhiều doanh nghiệp cửa hàng đang trong quá trình lắp đặt thiết bị, phần mềm cần phải chỉnh sửa, hoàn thiện đồng bộ với hạ tầng cơ sở, đường điện, cột bơm. Thậm chí nhiều doanh nghiệp có phương án thay thế thiết bị với chi phí lớn. Để tăng cường quản lý thị trường kinh doanh xăng dầu chống thất thu ngân sách, Thủ tướng Chính phủ có nhiều chỉ đạo giao nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương tăng cường đôn đốc, giám sát, kiểm tra và quyết liệt thực hiện quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với các hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Trường hợp kinh doanh bán lẻ xăng dầu đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024 không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử sẽ bị xem xét xử lý vi phạm, kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trong những ngày qua, trên địa bàn khu vực phía Hòn Gai, thành phố Hạ Long, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã tiến hành ngừng cấp điện và tiết giảm luân phiên để phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp đường dây 100kV 173-174T500 Quảng Ninh, Giáp Khẩu, Hà Tu, Hà Lầm. Dự án do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc triển khai nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho khu vực phía Hòn Gai, thành phố Hạ Long trong mùa hè, mùa mưa bão năm 2024 và các năm tiếp theo. Nhằm đảm bảo điện sinh hoạt của nhân dân, sản xuất của doanh nghiệp và công tác điều hành của chính quyền địa phương cũng như bảo đảm an ninh quốc phòng, từ cuối năm 2023, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đã phê duyệt và bắt đầu triển khai dự án cải tạo nâng cấp đường dây 173-174T500 Quảng Ninh, Giáp Khẩu, Hà Tu, Hà Lầm, có độ dài 22,8 km từ cuối năm 2023. Thực hiện thay thế, nâng cấp dây dẫn tiết diện nhỏ, cũ nát xuống cấp bằng dây dẫn siêu nhiệt có tiết diện lớn và tốt hơn 1,5 lần, đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn cho các phụ tải trong nhiều năm tới. Dự án được chia thành 6 giai đoạn và dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 2 năm nay. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ ngắt điện đường dây 174T500 Quảng Ninh để thi công từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 3. Để hoàn thành mục tiêu đưa giá trị sản xuất dứa đạt 190 tỷ đồng trong năm nay, nhiều giải pháp được tỉnh Lào Cai tập trung thực hiện. Trong năm sẽ thực hiện trồng mới 60 ha, nâng tổng diện tích dứa toàn tỉnh lên 2.260 ha. Ngành nông nghiệp khuyến cáo, về thời vụ, cây dứa có thể trồng quanh năm. Tuy nhiên, việc trồng dứa cần phải bố trí thời gian trồng phù hợp với nhu cầu của thị trường để đảm bảo đầu ra, tránh tình trạng được mùa mất giá. Cùng với giống dứa truyền thống là Queen và Cayenne, khuyến khích nông dân đưa giống dứa mới MD2 H180 vào trồng để khai thác sản phẩm phục vụ chế biến. Tiếp tục thu hút thêm các doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến sâu các sản phẩm từ dứa, xúc tiến mở rộng thị trường xuất khẩu sang Mỹ và các nước EU. Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật vừa kiểm tra tổng thể về tình hình ra hoa của vải thiều tại các tỉnh thành phố có diện tích trồng vải cao trên cả nước. Kết quả cho thấy tỷ lệ đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023 và thấp hơn trung bình nhiều năm. Tại tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ ra hoa của vải thiều sớm cơ bản đạt khá cao, từ 75% cho đến 80%. Tuy nhiên, vải thiều chính vụ lại đạt thấp, ước chỉ đạt 35-40%. Như vậy, tỷ lệ ra hoa bình quân của vải thiều năm nay đạt khoảng 46%, thấp hơn năm trước và thấp hơn bình quân nhiều năm. Nguyên nhân là do điều kiện thời tiết không thuận lợi cho cây, vải phân hóa, ra hoa. Đặc biệt là trà chính vụ, nhằm khắc phục, bù đắp suy giảm sản lượng vải, cơ quan chuyên môn tiếp tục đề nghị các địa phương quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện một số biện pháp với từng vụ góp phần tập trung dinh dưỡng cho đậu quả, tập trung phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh. Giáo dục lịch sử địa phương không chỉ giúp học sinh hiểu hơn về những giá trị tốt đẹp của cha ông để lại, mà còn vun đắp tình yêu quê hương,
khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Nhận thức được tầm quan trọng này, những năm qua, ngành giáo dục thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã tăng cường công tác giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh. Không khô cứng như những bài học trên lớp, không khó tưởng tượng về một nhân vật, một sự kiện hay một giai đoạn lịch sử. Câu chuyện về hai chị em Thiện Nhân, Thiện Khánh, nữ tướng của Hai Bà Trưng được thờ phụng tại di tích Đình Huệ Trì, phường An Phụ đã trở nên dễ nhớ, gây xúc động xen lẫn lòng tự hào và tôn kính đối với các học sinh lớp 6E, trường trung học cơ sở An Phụ qua giờ học thực tế tại đây. Em cảm thấy mình đã biết nhiều hơn, hiểu rõ về các khu di tích lịch sử địa phương, cũng biết ơn và trân trọng những người anh hùng cũng đã hy sinh vì đất nước. Giáo dục lịch sử địa phương được trường trung học cơ sở An Phụ quan tâm và có rất nhiều phương pháp để truyền đạt cho các em học sinh. Không chỉ gói gọn qua các bài học lịch sử, địa lý, ngữ văn, giáo dục truyền thống còn trở nên hấp dẫn thông qua nhiều hoạt động ngoại khóa. Với những cái giờ mà có lý thuyết thì chúng tôi sẽ trình chiếu PowerPoint cho các em xem hình ảnh. Còn với những cái di tích ở địa phương ở gần, ví dụ như là chùa Nhiễm Dương hay là đền Cao An Phụ hay là thực tế như là đình Huệ Trì ở đây, thì chúng tôi sẽ tổ chức cho các em đi tham quan thực tế. Và đến đây thì là trước tiên là các em có những cái hệ thống bài STEM rồi, các em chuẩn bị trước rồi, và đến đây thì sẽ có những cái thủ nhang giới thiệu, và qua đó thì các em sẽ tìm hiểu rõ hơn. Và từ đấy thì là cái khơi gợi cái lòng yêu nước một cách trực quan hơn, và các em hiểu rõ hơn về những cái nhân vật được thờ trong đình. Trên địa bàn phường An Phụ thì có rất nhiều các di tích lịch sử được xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh, như là đình Huệ Trì, chùa Đông Hà, chùa An Năng và rất nhiều các cái di tích khác. Thế thì căn cứ vào những cái di tích lịch sử này thì các thầy cô giáo sẽ kết hợp những cái bài học của mình để xen lẫn vào để giảng dạy và giới thiệu cho các em. Thế thì đối với các em học sinh thì việc được trực tiếp đến các cái di tích lịch sử thì các em học, các em sẽ hào hứng và các em sẽ tích cực tham gia vào các cái tiết học hơn. Thì đây cũng là một cái nét đổi mới trong cái việc thực hiện chương trình giáo dục địa phương. Giờ học lịch sử tuần này của các em học sinh lớp 8A, trường trung học cơ sở Thất Hùng được học thực tế tại di tích, nơi thành lập chi bộ đầu tiên, tiền thân của đảng bộ thị xã. Qua thực tế, các em hiểu rõ hơn sự lớn mạnh của đảng bộ thị xã Kinh Môn. Trước khi mà tổ chức một tiết dạy thì tôi sẽ đi tìm hiểu tư liệu tại địa phương đó, sau đó về tôi triển khai cho học sinh. Và sau đó tôi sẽ dẫn học sinh ra cái địa điểm thực tế đó để dạy học sinh, để cho học sinh tăng thêm cái tinh thần yêu nước, yêu truyền thống và biết được những cái di tích lịch sử, cách mạng của địa phương mình để cho các em thêm tinh thần yêu nước. Các trường học ở thị xã Kinh Môn đều đã triển khai hiệu quả hoạt động giáo dục lịch sử truyền thống địa phương cho thế hệ trẻ. Qua đó, mỗi học sinh thêm am hiểu và tự hào về truyền thống quê hương, có ý thức bảo vệ, gìn giữ những di tích lịch sử. Điện Biên là tỉnh có nhiều di tích lịch sử gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, là địa chỉ đỏ thu hút du khách tìm về mỗi khi đặt chân lên mảnh đất lịch sử Điện Biên. Những ngày này, bà Nguyễn Thị Lợi, một du khách ở thành phố Hà Nội và các người bạn của mình có dịp đến thăm mảnh đất Điện Biên Phủ lịch sử. Qua tham quan các điểm di tích như đồi A1, nơi mà trước đây bà chỉ được học, được đọc qua sách báo, thì nay được tận mắt chứng kiến nơi diễn ra trận đánh ác liệt của quân và dân đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, khiến bà không giấu nổi xúc động. Bao nhiêu năm ước mơ mãi, nhưng mà vì công việc nên hôm nay thì chúng tôi mới có thể sắp xếp và được đặt chân lên cái đồi A1 này. Và tôi thấy rằng tôi đứng ở đây trên từng tấc đất này là máu, là xương, là thịt của các chiến sĩ bộ đội Việt Nam đã hy sinh để có ngày hôm nay. Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ hiện lưu giữ hơn 7.000 tài liệu, hiện vật gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ, đặc biệt là bức tranh Panorama tái hiện toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ đã mô tả, khắc họa rõ nét 56 ngày đêm quét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vát của quân và dân ta để làm nên chiến thắng đi vào lịch sử dân tộc, là địa chỉ không thể bỏ qua đối với mỗi du khách khi đến với Điện Biên. Xem được những bức tranh hiện vật trong bảo tàng phản ảnh rất chân thực cái chiến thắng Điện Biên Phủ và cũng thấy được cái sức mạnh của quân và dân tại những cái thời điểm mà đất nước đang còn khó khăn như vậy mà đã làm nên một cái chiến thắng rất là vẻ vang.
Điện Biên, mảnh đất với thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa đặc sắc, là nơi hội tụ tinh hoa của vùng Tây Bắc, đặc biệt với chiến thắng Điện Biên Phủ hào hùng, để lại cho Điện Biên một quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ với 45 di tích thành phần. Các di tích nổi bật như đồi A1, sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, hầm D. Cát Tri, đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ. Những di tích này hàng năm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu. Để phát huy giá trị các điểm di tích lịch sử, những năm qua, tỉnh Điện Biên luôn quan tâm, dành nguồn kinh phí trùng tu, cải tạo, sửa chữa các công trình, các điểm thuộc di tích chiến trường Điện Biên Phủ nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách. Với nhiều tiềm năng lợi thế về phát triển du lịch, nhất là thế mạnh về du lịch lịch sử, Điện Biên đang nỗ lực phấn đấu đưa du lịch cất cánh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong bản tin Hải Phòng Kết Nối. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.